đừng để nó lôi cái chân này đi của em nhá. Đặt này em bấm thì hơi, mọi người nhìn vào gương này, hơi có xu thế người mình nó hơi bấm vào đây để cho cái này nó chậm xuống. Còn bây giờ để chuyển này, xoay cái chân này ép em chậm 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 chậm em chậm chậm em không phải chị làm được ba, chị làm được ba, không phải là chỉ có đây này, cái này nâng lên trên này, nâng lên còn ba chữ, đừng xoay quá thì nó xoay ba đúng rồi, đào đúng rồi, cứ được em, chọn chính xác, em, cổ, 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 nó vào đây, nó như này mọi người ạ, mọi người đừng để nó bị đau cái chân kia đi, mọi người phải bấm cái người để cho nó chọc tiếp vào đây, chứ đừng để nó lôi đi cổ, mọi người phải nghiêng như này xuống để cho nó ấn cái khớp này vào đây, nhá, rồi mình bắt đầu mình chuyển. Ấn xuống, ấn vào khớp đấy, trong bên này. Ta chỉ tự ấn vào khớp bên này. Chỉ ấn vào cái này. Không, khớp bên này. Khớp bên này. Thế, còn nghiêng cánh này. Thế rồi, không tiến đi nữa. Ở đây thôi, tóc cái người xuống. Rồi, bây giờ mình chuyển cái này lên. Chuyển. Thôi, đúng rồi. Không, đấy, chị không nghĩ đi cái này. Ngăn, 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 của chị ta ăn ở đây rồi. Của chị ăn ở đây thì còn. Mà đưa ra cái lô kia đi. Được rồi, bây giờ mình ấn. Lên, 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 lên. Ấn xuống. Rồi, đóng xuống đây, đóng phích lực đây. Thế, rồi, cổ. Thế, ấn. Cổ. Ấn cổ xuống trên một cổ. Ấn. Cổ ấn hẳn đây em, ấn hẳn cái khực. Nó chưa cực à? Cái chỗ này, mình phải làm. Cái này nó cứng. Chỗ này nào, làm để lại không? Cái này không làm được, cái này không làm được. Ấn. Không, 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 không. Nghiêng, nghiêng, nghiêng tiếp thân này. Rồi, thế. Đúng rồi, nghiêng tiếp người đúng rồi, đúng rồi. Thế, ấn. Đi tiếp đi. Đúng rồi, nằm nó xuống cái hông đấy. Rồi, đang hẳn vào đây. Chân này chỉ bật ra là xong. Chuẩn, không khiến đi bộ. Chỉ cuốc chân xuống, đúng rồi. Thế. Đúng rồi, chị phải giải phóng cái này. Chị không giải phóng cái này, chị đóng được vào khớp đâu. Đấy, cái này chị không xoay nó rồi. Chị nó phải đóng vào đây nhá. Thế, rồi bắt đầu ấn vào đây. Nghiêng, nghiêng cái cạnh này đi. Rồi, ấn. Thế, ăn thì ấn nó không vào cột này. Nó không vào cái cột này, hiểu chưa? Anh ra nó bị chạy. Đấy, nó vào cái cột này. Đúng chưa? Đấy, cái mặt ít định đẩy lên. Nhưng mà cái này nó không chạy. Này nó cứng quá, nó không chạy đi được. Sang cái cầu đi thoải mái. Rồi mình đẩy đừng có vấn dụng lên. Đẩy đi, giờ đẩy đi rồi. Thế rồi, ấn đã, ấn đã. Ấn nó vào rồi đi chân kia không phải đi kiếm người. Không kiếm người cũng bị nao đầu đi rồi. Nào cái phần dưới này. Mọi người nào ở khớp dưới này này. Khực, ấn. Rồi, khực, thế. Cái này chạy tốt thế này. Nhưng mà chưa được. Khực, đây này. Nhớ là mọi người quan tâm đến cái đường này cho em. Đừng quan tâm chân trên nhá. Đẩy cái này cho em rồi đóng vào rồi đi. Thế rồi. Chị cắt định đẩy. Cắn chân ra ngoài chứ. Đẩy đi. Rồi thế rồi, không tiến người. Rồi đủ cái này, đóng vào đây. Rồi thẳng xuống kia. Thế, không biết là đấy các bạn biết luôn. Không có đi nằm sọc ở trên. Mọi người nhớ là không được cố, vươn đầu đi. Nào con đi cho em. Quan tâm con đi vào mặt chân thôi. Đẩy đi. Đúng rồi, thế. Đừng có nằm ở mặt trên nhà nào. Chị đang bị thói quen là nào không vào đây. Mọi người toàn không nằm ở cái khớp này này. Toàn bị trôi lên trên thôi. Nên nó mới bị nao đầu như thế. Đây nha chị Hà này. Ở đây là chị ngồi đây. Và nghĩ đi chuyển cái này. Chân non vậy thôi. Chị nhìn này. Từ bước tiên. Đấy. Còn khớp đâu đi. Khớp còn chưa đóng nó đi đâu. Chị đang xoay để tiến này. Xoay mà phải đóng khớp ở đây. Rồi thế này thôi. Đúng rồi. Đừng có xoay gì tung đóng khớp vào. Rồi đóng chân vào. Đóng ở dưới đây thôi. Đừng có nghĩ nhau đầu trên. Ừ. Ngắm chân lại gì nữa. Không được nhau đầu trên đấy. Đừng có ưỡn ngực nhau đầu. Rồi chính đẩy đi. Đẩy chân. Đẩy đi, ấn chân. Đẩy đi, ấn chân. Người hơi hơi tiến một chút. Đứng thẳng quá. Kéo đổ về. Đổ. Đi cô, không đau đầu. Trong về.
bạn biết mọi người ra đây, đây 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 bổ trợ cho mày này. Đây nhá, khi mà mọi người đứng ở đây này thì mình đã chuyển khớp này rồi thì mọi người được phép nghiêng thân, nghiêng thân để nó rơi hết về bên này. Nhưng mà mọi người không được xoay nhiều cái này quá mà mình chỉ đưa cái cánh này nó nghiêng về đằng trước để mình lấy đường để đi nhá. Nào bạn lại chơi này, đây mình chuyển về này, mình chuyển về bên rồi. Khi mình đóng cái này thì cái thân này của mình nó ra đằng sau, thì cái thân này của mình này nghiêng về đằng này rơi xuống để nó đóng ở đây. Xong lại chào, bây giờ đóng để nghiêng thân, nghiêng thân nghiêng tại chỗ đã, rồi nó nghiêng rồi đưa chân này nó cân bằng luôn, được chưa? Khực đóng, chỉ đang đóng tiền rồi nghiêng thân khực đây, cô nhìn này, cô nhìn này, khực là nó vào hết này, chị làm gì này, nó vào hết rồi thì cái này chị mình chỉ còn cái thân này mình nghiêng sang bên này là nó đóng đúng vào cái chân này của mình thôi, mình không bị ao ra khỏi người của mình không bị nhăn nhăn lên đi, không được đem bị nhăn nhăn lên nhá. Là trên này chị làm gì này, bỏ cái vai xuống, đào đừng làm thân trên, bây giờ đào đây trên này tay này khực chọc vào rồi, bây giờ ấn khớp vào đây em thả lỏng chưa, bây giờ nghiêng cái chân này ra một tí được, cái chân này cố đi, đưa chân lên đi, thế thôi, đừng làm cái phần này nhau nữa. Mọi người đứng nhau đi, bây giờ này chọc cái đít thì cái người mình nó lên trên khớp này hết rồi, bây giờ mình chỉ cần nghiêng thân chọc đít, nghiêng nghiêng đúng không, thân chọc đít nghiêng thân chọc đít, ấn vào đây mọi người, ấn vào đây thì nó xoay một đít đi thì cái người mình nó tự nhiên nó nghiêng về đằng trước nhé. Đừng làm bao nhiêu, chỉ làm nó chảy khớp nhé. Đúng rồi, chị mọi đây là lại xe này, ngồi dưới này đây là đang 50 này, bây giờ làm gì? Nhiệm vụ của mình là gì? Chọc nó vào cái đầu xương này rồi, mình ấn cái khớp này vào thì nó có cục xương này rồi, mình đẩy tiếp thì mình nghiêng thân cổ, tức là gì? Chọc đào nghiêng thân chọc đào nghiêng thân chọc đào nghiêng thân chọc đào. Bây giờ người ta lại tập bài này cho em bổ trợ bài này, các bạn nghe này, chào đó, chào khoa hàng, mọi người nhìn này, chào khoa hàng, xoay đằng sau thì thân về đằng trước, để tay ở đây, chào, chào và vai cố định nhé, đúng rồi, chào khoa hàng, thế, chào khoa hàng, thì khi mà chào khoa hàng mọi người nhìn này, nó sẽ xoay một nửa ra đằng sau và một nửa này của mình nó sẽ hướng về về đằng trước nha. Thế, ok. Thế, chuẩn không anh? Chuẩn, đây chị nhìn này, nó có cạnh người này. Nó mở ra cái thân này ra sau cái ngực này. Cái ngực này, nhưng mà cái vai đừng xoay. Nó chỉ vừa đủ để nó xoắn thôi nhé. Mọi người nào quá là nó không có đủ xoắn bên cạnh người này. Đây này, mình nhìn này. Như này là nó xoắn này, như này là mất này. Như này là bị tao cái vai này, mất ở đây thôi. Nhá, đấm nó khớp này này, chọc đúng không cái khớp. Nhớ là qua hàng. Rồi, đây, chị hàng như thế này. Chị hàng như này là xoay vai này. Cái này là nặng rồi đấy, của chị khớp đây này, là ok này. Đấy, đấy của chị là khi mà bảo khớp rồi này, chọc đây này, thì nó đến đây là nó chọc như thế này. Là của chị đạt thế này thôi, nhá. Sao mày cái chọc chọc của phòng em đi. Đây, đến đây rồi này, chọc cái hàng này vào. Chị mọi người cảm giác này, đóng cái đầu đóng nát đường xuống vào đó, để cảm giác hướng vào đây vậy. Không nó tụt ra khỏi cái đít này đấy nhá. Đóng nhảy đúng không? Nhảy. Chị bị nó khóa. Chị bị nó khóa. Nó bị đấy. Cái này nó khóa chị, nó chạy. Ta bảo hôm nay chị về để em làm chị cái này. Không này, không phải này để chị dùng của nó này. Đóng lại như này, làm cho nó thẳng đó. Rồi, đóng cái áo vào, đây đây, cái chỗ này, chỗ này. Sờ tay vào đây đi, không sờ, không cứ đừng để không biết ở đâu. Tóm lại là phải tự mình sờ khớp, trong khi mình đang cầm nữa. Thả chân xuống anh, đừng nhớ mắc cổ. Đừng nhớ mắc cổ. Chị đang đóng cổ đấy, chút chân vào trên. Chút chân vào. Đóng cố thôi. Chụp chân à? Ừ, chụp chân vào cố. Cái tay để đây cho em. Hai tay để đây cho em. Anh đóng nào. Chụp đi. Cố họ đừng xoay tay. Thế. Đóng cố xương vào. Cho em cố xương. Được căng đây. Thế. Không xoay mãi nha. Đúng rồi. Thế. Cho em đúng rồi. Cho nó ra đi. Anh xoay vai cái dây đang phải lôi. Nó đang kiểu chưa mềm hẳn đấy. Đó, ở dưới đây anh chị nhá. Anh là xoắn cái cạnh đấy rất là tốt đấy. Anh chị nhá, mọi người nhìn này.
có cái bộ này xoắn rất là tốt này. Đây này, cái xoắn 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 qua được bộ của anh này thôi. Đừng làm dụng cái độ mềm mà để nó thuận xương của mình. Nào xương mới khó. Thì để làm mông tính từ nó bộ bộ chỗ này đấy. Thì phải chạy quá. Có chạy kinh nhỉ? Quên. Thì bộ này kinh. Nó rất không khóa. Nó bình lên 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 lên. Không, cái này có người sờ vào nó cực. Không, không có người dây kinh kinh mà nó khóa. Chỉ có người dây cả. Anh Chính Khoa có cái dây bắt nào không? Có. Đấy, bảo sao nay Chính Khoa hẳn với chị. Không có ai ngồi chạy. Ngồi dây tay ngay chính xác. Đấy, trời ơi, hôm nay kêu các cái củ cô nó nong ra ấy. Đó, phải phải qua đây xem. Chị vào này được chưa? Đấy, giật cái này. Cái này nó quá, nó quá. Nó đang ngứa lắm. Nó tỏi ra, nó không tỏi. Đúng rồi, trong đó nó không tỏi ra. Trong đầu mình chỉ nhớ là nó không xuống hơn thôi. Đây là một qua dây trong hơn đây. Đấy, chọc chọc cái này. Cái này nó không bị chạy này. Chọc vào, chọc, chọc tay để xương này. Mọi người nhớ là phải máy nó xương. Đừng có làm tương tương bên ngoài. Mình theo trường hóa xương nhưng mà theo trường hóa những cục cơ gì hết đâu. Nó bần bật đấy. Chỉ nó bật vô lên. Nó bỏ cái chính chỗ này vào này lên nơi à. Cái chính này dạo này cũng mềm chị ạ. Cũng là có dây ở khác mà là cục sắt của anh em nó kinh à. Chân đỡ nhá. Đang nhìn không bé xuống thường. Vậy. Nó cần cần. Nó bật tính tách đấy. Nó mềm à. Để nó vào các cái cục xương ấy chị. Nó long long nhưng mà không rửa ra ấy. Mà nó long rửa ra cái này ra nó cũng trơn. Ừ. Nó giờ bị trơn. Nó phải có người động vào thì nó mới được cực. Một qua dây khoảng gần tiếng. Một kinh à. Dây ít mà gần tiếng nào cũng kinh rồi đấy. Một dây cái cục xương này nó đã có. Sát phải cục nhắc vào. Đó. Trông con thành vào chỗ nào nó mắc tấm thịt vậy. Nó để tay mông đến một thằng. Đừng cao vào mình. Này, chụp cái quả chân chụp mẹ, chụp chọc lắm, nhìn nó dưới bên này rồi. Của chị thì tốt, cái đầu hôm này là nó có bị dính cơ đấy. Nhá, làm chọc bằng xương cho em. Đừng bên này tốt, bên này nó chọc đau này cơ mà. Bên này nặng rồi. Bên này đang đau cơ. Không, nó đúng, nhưng mà mình nghe nó sắc hơn không? Toàn dạng, kiểu da lớn trống ý. Một lần, nó cứ một lần. Chọc cho em dừng. Đi nó mới cao, nó bẻ lên được, đi nó mới cao, mà không nó cứ đua ra đằng sau ấy.
Cái chọc xương này, cho em là ai cũng phải coi cái mồm ý, cái đường xương này.